Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tú Thanh Media. Chắc là nhìn cái background như này thì mọi người cũng đoán được là chủ đề của chúng ta hôm nay là gì rồi. Thời gian qua thì có rất là nhiều những bạn khán giả comment ở dưới các video của Tú Thanh Media, đó là chị ơi hãy review về một con chuột nào dành cho gaming mà có mức giá không quá cao đi, dưới 1 triệu đồng đi. Thì ngày hôm nay Ngọc Hoa sẽ mang đến cho các bạn một con chuột của Razer. Và cụ thể thì em nói như thế nào, chúng ta hãy cùng unbox nhanh và cùng trải nghiệm xem là với một bạn nữ thì liệu đây có phải là một con chuột đáng để mua hay không nhá. Bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Nhìn ở bên ngoài thì mình khá là ấn tượng bởi vì với cái tông màu chủ đạo như các bạn đã biết từ trước đến giờ của Razer, đó là màu xanh và màu đen với cái logo hình ba con rắn như thế này. Thì về cái packaging của nó thì cũng không có gì quá là nổi bật hay là có gì quá là đặc sắc cả. Đây các bạn nhìn thấy này, nó cũng sẽ có hai cái màu sắc chủ đạo là màu đen và màu xanh. Và ở trong này thì không biết là chúng ta sẽ có gì đây, chúng ta sẽ cùng unbox luôn nhá. Với cá nhân mình đánh giá thì ở trong này cũng có một cái những cái bộ phận cơ bản thôi. Có thể xem là ở đây chúng ta có một cuốn sách để hướng dẫn này, hướng dẫn sử dụng. Và bên cạnh đó là một cái sticker cũng khá là xinh yêu để các bạn có thể dán vào chuột hoặc là dán vào laptop hoặc là bất cứ một thứ gì mà các bạn muốn sử dụng chiếc sticker này. Và cá nhân mình đánh giá thì chiếc hộp này được đóng gói nó cũng theo mức cơ bản thôi, không phải là quá là chỉn chu hay là có một cái sự gì đấy quá là đặc sắc cả. Thế nhưng mà phần chính của chúng ta thì tất nhiên rồi vẫn là em chuột ở bên trong. Đây, mình sẽ mở ra cho các bạn thấy nha. Sẽ có một cái bọc chống sốc như thế này. Mình khá là thấy hơi gọi là hơi hụt hẫng một chút nha các bạn. Đầu tiên thì chưa nói về cái khả năng là sử dụng như thế nào, độ nhạy ra làm sao. Nhưng mà khi mà mình nhìn ở phía vỏ bên ngoài thì mình sẽ nghĩ là đây sẽ là một cái phiên bản mà có màu sắc là màu xanh cũng như là màu đen chủ đạo giống như là những gì chiếc hộp ở bên ngoài nó thể hiện ra. Thế nhưng mà khi mở ra thì mình thấy là ngay cả con lăn chuột hay là cái phần logo ở đây nó cũng không có một cái sắc xanh nào cả. Hay là chúng ta phải khởi động lên, chúng ta phải kết nối nó với máy tính thì nó mới hiện lên hay như thế nào. Tại vì ở đây mình thấy là có lẽ là đèn của chuột thì nó sẽ có màu xanh, thế nhưng mà phần logo này thì cũng không có gì đặc sắc cả. Hay là chúng ta phải dán cái sticker vào nhở? Mọi người nếu mà biết thì có thể comment ở phía bên dưới để mình có thể tham khảo nhá. Tại vì mình thì như có chia sẻ từ đầu, mình cũng không phải là một người quá là thích chơi game hay là thường xuyên sử dụng những con chuột để gaming như thế này. Nên là biết đâu được, các bạn hãy comment ở bên dưới cho mình biết nhá. Rồi chúng ta sẽ có một cái phần dây để kết nối với máy tính, kết nối qua USB. Đây, với cái độ dài của dây như thế này thì mình nghĩ là cũng khá là thoải mái để cho mọi người có thể kết nối với, có thể cắm với máy tính dù là ở độ cao hay là ở vị trí nào mọi người nhá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đánh giá qua một chút về cái thiết kế của nó. Trừ việc là không có một cái màu xanh ở bên ngoài, cái logo ba con rắn như thế này khiến mình hơi hụt hẫng một chút ra, thì những cái gì mà mình nhìn cũng như mình cầm nắm trên tay thì phải nói là nó rất là đã mọi người ạ. Với một con chuột gaming mức giá chưa tới 1 triệu đồng như thế này thì đây đối với mình là một thiết kế đẹp mắt mọi người nhá. Và bên cạnh đó, khi mà chúng ta có thể là lát nữa khi mà mình kết nối máy tính thì nó sẽ có đèn ở đây, nó sẽ màu xanh thì trông nó sẽ ấn tượng hơn chăng. Lát nữa mình sẽ khám phá phần đó. Và khi mà mình cầm ở trên tay thì có lẽ là do tay mình là tay của nữ cho nên là mình cảm thấy là nó hơi không được vừa vặn với tay mình lắm, nó sẽ hơi to một chút so với tay mình. Và các bạn cũng đừng bận tâm quá đến chi tiết này bởi vì với cá nhân mình thì tay mình cũng là một người có bàn tay khá là nhỏ, cho nên là các bạn nữ nếu như mà mua con chuột này để có thể về chơi game thì các bạn hãy cân nhắc nhá, nếu như các bạn nữ nào mà có đôi tay mà nhỏ giống như mình. Còn đối với các bạn nam thì mình nghĩ là nó sẽ khá là vừa vặn bởi vì đây cũng sẽ là một cái thiết kế chung để có thể phù hợp với đại đa số người sử dụng rồi. Ở bên cạnh đó thì về phần con lăn này, mình đang thấy là nó có một cái độ lăn rất là nhạy, cũng rất là dễ chịu khi mà sử dụng. Và chúng ta cũng sẽ có hai nút bấm phụ ở hai bên. Và các nút chính thì lát nữa mình sẽ trải nghiệm sao, nhưng mà nghe thì có vẻ là rất là đã tai đấy. Thế còn về khả năng sử dụng của em nó, à đây, một cái chi tiết nữa quên không nói với các bạn, đó là chúng ta sẽ có một cái phần thuôn ở phía bên tay phải, phía bên tay trái. Còn ở bên tay phải thì nó sẽ hơi cong bo nhẹ như thế này, sẽ tạo cảm giác rất là thoải mái, cũng như đây là một cái thiết kế phải gọi là chuẩn mực đối với những con chuột gaming. Thế còn về khả năng sử dụng của em nó như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với máy tính để mình thử chơi một vài tựa game xem sao các bạn nhé.
Enemy spotted. Ok, như mọi người vừa mới quan sát thì thật sự mình đã nói từ đầu rồi, mình không phải là một người chơi game giỏi và mình cũng vừa mới làm quen với tựa game này được một lúc thôi. Thế nhưng mà mình sẽ nói về những cái trải nghiệm của mình khi mà trực tiếp sử dụng một con chuột gaming với mức giá, nhắc lại một lần nữa, là chưa tới 1 triệu đồng. Để xem là với một bạn nữ ít chơi game như mình, à đây nó đã sáng lên rồi. Phải kết nối nó các bạn ạ, xin lỗi, quê quá. Đây, nó đã thật sự là một cái sự nổi bật của con chuột mà mình đang cầm trên tay với mức giá chưa tới 1 triệu đồng. Cái đầu tiên mà mình muốn nói đó là chắc là phải gửi một lời xin lỗi nhẹ đến em nó. Tại vì lúc đầu mình có nói là con chuột này nó bị quá là to so với tay mình, với kích thước tay mình thì cũng khá là nhỏ thôi. Thế nhưng mà khi chơi game thì mình mới cảm nhận được là nó cầm như vậy thì mới thật sự là đầm tay. Và khi chơi game thì mới tạo được cái cảm giác nó, cái độ nhạy của nó mới đạt được mức tối đa. Bởi vì nếu như mà một con chuột mà nó quá là nhỏ thì đôi khi chúng ta sẽ bị mất cảm giác tay. Đó, với mình thì mình thấy là với cái kích thước của con chuột này thì mình nghĩ là nó cũng sẽ phù hợp với bàn tay của mình rồi. Thế còn về cái khả năng, cái độ nhạy của nó, ở đây thì mình có thấy hãng có ghi là độ nhạy của nó là 6400 DPI. Với mình thì một người ít chơi game, mình thấy là nó nhạy vừa đủ. Và mình nghĩ là không phải là do độ nhạy hay không, mà là do mình chơi gà thôi. Chứ còn anh em mà vào tay con chuột này chắc là chơi game cũng mượt đấy. Ngoài ra thì cái khả năng bấm, cái mọi người nghe cái khi mà mình nháy chuột á, nó cũng, mặc dù mình đã đeo tai nghe nha, đã có cách âm rồi nha, nhưng mà mình vẫn nghe được những cái tiếng click chuột như này rất là đã tai. Và ngoài ra thì cái việc đã tai hay không thì rõ ràng nó không ảnh hưởng đến quá trình chơi game của các bạn, nhưng mà mình biết là một số anh em á, khi mà chơi game nghe được cái tiếng chuột này thôi là cũng cảm giác rất là kích thích và cũng hưng phấn tinh thần mình lên nhiều rồi. Thế còn về cái con lăn chuột này thì mình cũng đã đánh giá từ đầu rồi là chưa cần chơi game mình đã thấy là nó rất là nhạy, và khi mà cảm giác khi mà sử dụng cái con lăn chuột này này, mình cũng thấy rất là thoải mái, cũng rất là dễ chịu. Thế còn ở bên hai cái nút phụ này thì tạm thời trong game này mình chưa sử dụng đến hai nút phụ này, nhưng mà đấy, nhìn chung là về cái khả năng cầm nắm cũng như là độ nhạy khi mà chơi game thì mình đánh giá đối với con chuột của Razer là mình đánh giá so với mức giá của nó là nó đã vượt ngoài tầm mong đợi của mình rồi. Và đó là tất cả những trải nghiệm đối với một bạn nữ ít chơi game như mình. Một lần nữa phải nhắc lại, nếu không anh em lại ý kiến là tại sao review về chuột mà chưa nói đủ về các cái công dụng của nó, hay là chưa nói đủ sâu, thì mình hy vọng là nếu như mọi người đang có nhu cầu muốn sở hữu em chuột này thì có thể xem kỹ hơn ở những video mà chúng mình sẽ có những video đánh giá review chi tiết hơn về con chuột của Razer. Và nếu như mà các bạn cảm thấy là đã đủ hài lòng rồi với bấy nhiêu đó những cái review, những cái chi tiết mà mình mang lại trong video ngày hôm nay, và cảm thấy video ngày hôm nay hữu ích, thì đừng quên nhấn like cũng như là subscribe cho kênh YouTube của Tú Thanh Media. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo cùng với những sản phẩm công nghệ tiếp theo. Bye bye!